Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Kính chào gia tộc họ Đàm. Hôm nay kênh Việt Nam Travel có cái dịp về dự cái lễ giỗ tổ của họ Đàm tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những chi nhánh của họ Đàm trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Và trong này ở tại xã Diễn Nguyên này thì đây là cái họ Đàm lớn nhất nhì là trong xã, tồn tại hơn 80 năm, gần 100 năm, và đã từng tổ chức các cái đợt khuyến học cũng như là có tiếng vang ở trong xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rất là lớn. Thì ngày hôm nay là cái ngày 14 tháng 6 năm 2017 âm lịch, tức là bước sang ngày chuẩn bị bước sang ngày 15 tháng 6 âm lịch, là ngày giỗ tổ của cái chi nhánh họ Đàm tại xã Diễn Nguyên. Và theo như tôi biết là ở đây là đang thờ tiến sĩ Đàm Văn Lễ. Hôm nay thì kênh Việt Nam Travel cũng có cái dịp về dự một cái lễ giỗ tổ mà nó cũng là thuộc vào cái một cái quy mô nó lớn của cái họ ở họ lớn của trong cái xã Diễn Nguyên này. Thì cũng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng kênh Việt Nam Travel khám phá và xem cái buổi yết, gọi là buổi yết, tức là tối 14 chuẩn bị sang ngày rằm ngày mai, thì tại chi nhánh của họ Đàm xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức như thế nào. Kính mời quý vị và bạn chúng ta hãy đi cùng vào xem video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay. Và cũng kính mong rằng mọi thành viên hoặc là mọi anh em gia đình của họ Đàm, thì nếu mà xem được video này, cũng kính mong mọi người hãy nhớ về tổ tiên, nhớ về họ Đàm, nguồn gốc của họ của mình. Và đây cũng là một cái họ Đàm ở trong xa để mà chúng ta cần noi gương và học tập, và một chi nhánh nhỏ của họ Đàm thôi. Nhưng mà cũng kính mong mọi người hãy ủng hộ kênh Việt Nam Travel, và xin mời mọi người chúng ta hãy đi vào kênh, đi vào video để xem hôm nay xem họ Đàm sẽ tổ chức như thế nào nhé.
Bái thôi mà.